Chào mừng các khán giả đã đến với drama bóng đá. Mình là MC Minh Hải. Đêm nay ngày 19 tháng 5 sẽ là thời điểm cuộc đua tới cúp bạc Premier League đi đến hồi kết. Arsenal và Man City đều đã, đang và sẽ tạo nên những drama cực cháy không chỉ trong mà ở ngoài sân cỏ, trước khi trở thành nhà vua của giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Còn bây giờ thì cùng hít hà thôi nào. Man City đang nắm lợi thế hơn trên bảng xếp hạng khi hơn Arsenal 2 điểm. Tuy nhiên, sẽ là chủ quan nếu như ngay lập tức đánh giá Man xanh hơn các anh nhà pháo. Ngay trước thềm vòng đấu cuối cùng của EPL, cả hai đội đều nhận được những liều doping tinh thần cực lớn. Và xem sau những ảnh này, liệu có bao nhiêu anh em lựa chọn Man xanh muốn quay xe nhỉ? Emily Brooke là một fan chính hiệu của Man City. Mỗi khi rảnh rỗi thì người đẹp 24 tuổi thường xuyên đến sân vận động Etihad để cổ vũ cho nửa xanh thành Manchester thi đấu. Tuy không thể cổ vũ cho Man City ở vòng 38 khi đang tận hưởng chuyến nghỉ mát cùng gia đình, Emily vẫn biết cách bơm doping tinh thần cho thầy trò của Pep và các học trò trước màn đối đầu với West Ham United. Emily Brooke còn có một người em gái cũng cuồng Man City không kém, đó là Ellie Brooke. Trước đây Ellie là diễn viên phim người lớn, nhưng hiện cô đã giải nghệ. Hiện tài khoản TikTok của cô có hơn 2,3 triệu lượt theo dõi, còn tài khoản Instagram cũng cán mốc 1 triệu người theo dõi. Vào tháng 4 vừa qua, Ellie vừa khiến cho cổ động viên của Man City phải xịt máu mũi. Cụ thể trong bài đăng chế nhạo thất bại 1-4 của Arsenal trước Man City hôm 27 tháng 4, Ellie đã để tạo dòng trạng thái vắn tắt: Haaland lớn hơn cả Arsenal phải không các bạn? Điều đáng chú ý là trong hình ảnh đi kèm, Ellie chỉ mặc đồ lót kèm áo đấu của Man City. Chào đấu màu xanh da trời của đội chủ sân Etihad như sắp bục chỉ bởi vào một căng đầy của võ sĩ người Anh. Đương nhiên, mắt không thấy thì tim không đau. Cơ mà với những hình ảnh này thì có lẽ cổ động viên của Arsenal vẫn phải mở to mắt mà tận hưởng vẻ đẹp của anti-fan chứ biết làm sao. Wow. Nếu như Man City có chị em nhà Brooke, thì Arsenal cũng có một fan girl cực kỳ nóng bỏng mang tên Arabella Mia. Cô nàng hiện có 350.000 người theo dõi trên Instagram và 1,2 triệu lượt theo dõi, cùng với 14 triệu lượt thích trên TikTok. Còn được biết đến với biệt danh là Green Girl Bella trên nền tảng OnlyFans, Mia từng gây sốt tại sân vận động Emirates khi vẽ lên cơ thể bộ trang phục của Arsenal trong ngày mà pháo thủ đánh bại Wolverhampton với tỷ số 5-0. Trước vòng bán 8 Premier League, Mia khẳng định: "Tất nhiên tôi cầu nguyện Man City sẽ mất điểm. Thật tuyệt vời nếu Arsenal giành chức vô địch để tri ân cho đội hình vô địch năm 2004. Và nếu như Arsenal có thể lên ngôi vương, Mia sẽ chiêu đãi thầy trò Arteta và học trò. Một video đặc biệt giữa cô và ngôi sao phim con heo hàng đầu nước Mỹ, The Grease Master. Chưa rõ là Arsenal hay Man City lên ngôi, cơ mà người hưởng lợi nhất chính là cả đấng mày râu của hai đội bóng. Toàn những sản vật chất lượng cao thế này thì tội gì mà không ngắm nhỉ?" Hai kịch bản vô địch đều đang có khả năng trở thành hiện thực ở vòng đấu cuối. Với khoảng cách 322 km từ Emirates tới Etihad, câu chuyện vận chuyển chiếc cúp bạc trở thành đề tài khiến cho người hâm mộ cảm thấy tò mò. Liệu đội nào sẽ phải nâng cúp real, đội nào sẽ phải nâng cúp fake ở khoảnh khắc trọng đại trong đêm nay nhỉ? Cuộc đua vô địch Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ chính thức khép lại vào hôm nay ngày 19 tháng 5. Và cơ hội vô địch vẫn đang chia đều cho cả Arsenal và Man City. Thậm chí ban tổ chức Premier League còn phải chuẩn bị kịch bản trong trường hợp một trong hai đội lên ngôi vô địch. Mọi thứ đều được set up y hệt nhau ở trong cả sân Emirates và Etihad. Bục nhận huy chương giống nhau, pháo hoa giống nhau, sợ thiếu bục huy chương ư? Yên tâm, mỗi trận đấu đều có đủ 40 chiếc huy chương cho toàn bộ các thành viên trong đội. Chỉ có một điều hơi lấn cấn, liệu chiếc cúp vô địch ở sân nào mới là thật? Hay kết quả thay đổi, chiếc cúp sẽ được vận chuyển sang sân còn lại bằng cách nào? Câu hỏi trên đã được ban tổ chức Premier League giải đáp mới đây. Hai đội bóng sẽ được nâng những chiếc cúp vô địch thật giống nhau, nhưng khác nhau. Sở dĩ nói vậy bởi ban tổ chức Premier League có hai phiên bản cúp vô địch. Phiên bản đầu tiên chính là chiếc cúp mà Manchester City đã sở hữu vào ngày cuối cùng của mùa giải trước. Quyết định của EPL nêu rõ, các nhà vô địch phải trả lại cúp vô địch của mình cho ban tổ chức Premier League ít nhất 3 tuần trước trận đấu cuối cùng của mùa giải. Phiên bản thứ hai là chiếc cúp vô địch luôn được trưng bày trong trụ sở Premier League. Đó cũng là phiên bản cúp được sử dụng để xuất hiện trên truyền hình, quảng cáo và các chương trình đồng hành trong xuyên suốt mùa giải EPL. Đó là về cúp, còn riêng câu chuyện về huy chương. Chắc chắn sẽ có một sao của Man City không đủ điều kiện để nhận được huy chương EPL mùa này, cũng như trong đội bóng. Đó là Calvin Phillips, người đang khoác áo câu lạc bộ West Ham theo dạng cho mượn từ Man City. Ngay cả khi Man City đánh bại West Ham, Philip cũng sẽ trắng tay theo đúng nghĩa đen,
bởi anh mới có 4 lần vào sân thay người cho Man Xanh kể từ tháng 8 năm ngoái cho đến tháng 1 năm nay, trước khi cập bến West Ham theo dạng tự do. Theo quy định của Premier League, chỉ những cầu thủ có 5 trận ra sân tại Premier League thì mới đảm bảo nhận được huy chương vô địch. Man City có 21 cầu thủ hiện đã ra sân 5 trận trở lên tại Premier League mùa này. Hậu vệ Sergio Gomez đã chờ ít phút hơn so với Philip với vỏn vẹn có 47 phút, song nó vẫn trải đều qua 6 trận đấu, nên cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn có quyền nhận được huy chương vô địch nếu Man City đăng quang. Còn về phía Arsenal, 5 cầu thủ không đủ điều kiện nhận huy chương bao gồm Mohamed Elneny, Cedric, Ethan Nwaneri và tân binh Jurrien Timber. Cầu thủ người Hà Lan chỉ chơi có 50 phút trong trận gặp Arsenal sau khi dính phải chấn thương dây chằng trong ngày khai mạc giải đấu trước Nottingham Forest. Các bạn nên nhớ, có tới 40 tấm huy chương cho mỗi đội. Sau khi được trao hết đủ cho các thành viên, ban lãnh đạo đội bóng có thể sẽ trao đổi chỗ thừa cho bất kỳ ai mong muốn. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội có huy chương cho các em kể trên vẫn là còn. Cơ mà phải nhận theo kiểu xuất tình thương, cơm thừa canh cặn như thế thì cũng không vui lắm đâu. Arsenal và Man City đã mang tới một chuyến tàu lượn cảm xúc cho người hâm mộ trong suốt 37 vòng đấu đã qua. Khi mọi thứ trở nên kịch tính và vượt quá sự tính toán của con người, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cũng đã được áp dụng. Dựa trên việc mô phỏng kết quả Premier League 2023-2024 tới 100.000 lần, Opta đã mang tới một viễn cảnh bất ngờ cho ngày hạ màn của giải đấu. Mới đây, siêu máy tính Opta được hỗ trợ bởi AI đưa ra các kết quả cho 10 trận đấu cuối cùng và chỉ ra nhà vô địch một cách xứng đáng. Arsenal có xác suất thắng là 61,8% so với chỉ 14,3% của Everton. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Man City có tỷ lệ giành chiến thắng cao nhất ở vòng đấu với lần lượt là 75,1% tỷ lệ thắng, đối nghịch với chỉ 8% của West Ham. Trong khi đó, khả năng vô địch của Arsenal chỉ còn có 16,3%. Họ vẫn có khả năng giành cúp dù xác suất không cao. Thực tế, các thống kê của Opta từ giai đoạn đầu mùa giải 2023-2024 đã luôn đưa ra được những kết quả là Man City có xác suất vô địch cao nhất. Tỷ lệ này là 86% trước khi ngoại hạng Anh bước vào vòng thi đấu đầu tiên. Ở giai đoạn khó khăn nhất, Man City vẫn xuất sắc vô địch và luôn ở vị trí cao hơn so với Arsenal. Chả thế mà mới đây, ông Mikel Arteta đã phải van xin ông thầy cũ David Moyes với hy vọng West Ham có thể ngăn cản được Man City trong trận đấu ngày hạ màn. Tôi không nghĩ mình cần phải nói chuyện với David Moyes. Ông ấy đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Không chỉ với tư cách cầu thủ bóng đá, mà còn dưới góc độ là con người. David Moyes có thể giúp chúng tôi thực sự có thể hoàn thành giấc mơ và vô địch giải Ngoại hạng Anh. Viễn cảnh này thật khó tin, nó sẽ luôn là một ký ức trong đẹp tôi. Đặt niềm tin là vậy, cơ mà phong độ của West Ham lúc này thì đúng là còn cái nịt. Trong 5 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, đoàn quân của David Moyes chỉ thắng 1 và để thủng lưới tới 15 bàn, trung bình 3 bàn thua mỗi trận. Ở chiều ngược lại, Man City vẫn đang thể hiện một phong độ hủy diệt ở chặng nước rút. Thầy trò Pep Guardiola đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và vừa chính thức đoạt lại ngôi đầu sau thắng lợi trước Tottenham Hotspur giữa tuần. Chả cần siêu máy tính, anh em cũng tự biết có cơ hội nào cho thầy Moyes đánh bại Man City như thế nào. À, hay là một cách nữa để pháo thủ có thể lụm chiếc cúp từ tay Man Xanh. Chuyện là cả nhà giàu nước Anh đang phải đối mặt với 115 cáo buộc vi phạm các quy định tài chính ở Ngoại hạng Anh. Ủy ban độc lập đang điều tra và có thể đưa ra xét xử vào cuối năm 2024. Nếu bị kết án, Man City có thể bị trừ điểm, tước chức vô địch, xuống hạng hoặc phạt tiền. À ha, lúc đó cúp sẽ về tay ai? Tay thầy Tạ và các học trò chứ ai? Cơ mà thôi, tỉnh đi. Kịch bản ấy đẹp, nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Đến đây thì thời lượng cho chương trình cũng đã hết. Anh em muốn hít hà drama về cầu thủ hay đội bóng nào, hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những chương trình tiếp theo. See ya!